Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món thúc mỡ lắc tách Thái nha. Ở đây là mình có nguyên liệu thúc mỡ này, sáng nay mình đi chợ mình thấy thúc mỡ ngon quá, mình thấy mỡ ngon quá mình mua 1 ký về mình rán lên mình lấy mỡ còn lại thúc mỡ ở đây. Ở đây mình chế biến cái nước để mình làm nước sốt để làm lắc tách tóc mỡ. Rồi, bây giờ nguyên liệu của nó thì bây giờ mình sẽ bắt chảo lên thì mình sẽ cho một chút tương ớt, cái này là loại tương cà nha. Đây mình sẽ cho một chút tương ớt. Đây nước chấm hải sản mình cho một chút. Cho một chút nước chấm hải sản. Mình sẽ cho một chút bột ngọt nha. Ở đây nguyên liệu thì mình ở đây mình có hành phi là tắt. Sau khi mình khuấy cái hỗn hợp này vào rồi thì mình ở đây mình có một chút mật ong nha, khoảng 1 muỗng canh mật ong. Mình sẽ nấu lên, nấu cho nó sôi lên. Tại vì là bình thường tương ớt thì mình sẽ bỏ trực tiếp vô tô mỡ được, nhưng mà mình có mật ong thì mình phải nấu cái hỗn hợp này lên cho nó sôi một chút xíu. Đó. Nó sôi đã là được ha. Ở đây rồi, nó sôi là được rồi, mình tắt bếp. Ở đây mình có một chút ớt và một chút muối tôm. Bây giờ là mình sẽ cho cái hỗn hợp này vào đây. Và mình sẽ cho cái muối tôm này với là cái ớt này vào. Mình sẽ cho cái tắt này vào luôn. Mình sẽ cho vào một muỗng này đường nha. Một muỗng canh, một muỗng nhỏ này đường thôi. Một muỗng này đường. Sau khi mình trộn đều lên, trộn đều cái thuốc mỡ này lên, hỗn hợp cái này lên, mình lắc. Rồi, sản phẩm hôm nay sau khi mình đã làm là thuốc mỡ lắc tách Thái nha. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Cả nhà thấy hay và ngon thì hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ạ. Cảm ơn mọi người nhiều nha.